Vào đúng ngày này cách đây 7 năm, cũng trên sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển U19 Việt Nam đã có chiến thắng vô cùng ấn tượng trước U19 Australia. Và ngay sau đây, xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng chúng tôi điểm qua những trận đấu đáng nhớ giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Australia. Ở cấp độ đội U19, bóng đá Việt Nam đã có 2 chiến thắng liên tiếp trước Australia vào các năm 2013 và 2014. Ở vòng loại giải U19 châu Á năm 2013, U19 Việt Nam khi đó dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guillaume Grachang đã giành chiến thắng giòn giã với tỷ số 5-1 trong trận đấu đón tiếp Australia. Sau đó một năm, U19 Việt Nam một lần nữa gặp lại U19 Australia trên sân Mỹ Đình tại giải U19 Đông Nam Á. Trận đấu này diễn ra cân bằng hơn với thế trận giằng co giữa hai bên. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, đến những phút cuối cùng, tiền đạo Công Phượng lại là cái tên tỏa sáng, mang về bàn thắng duy nhất trong trận đấu, giúp U19 Việt Nam vượt qua U19 Australia với tỷ số 1-0. Đến năm 2018, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo có cuộc chạm trán với U23 Australia tại vòng chung kết U23 châu Á. Ở giải đấu vô cùng đáng nhớ này, một lần nữa đội bóng của chúng ta lại giành chiến thắng trước các cầu thủ xứ sở chuột túi. Dù bị đánh giá thấp hơn, U23 Việt Nam với những dấu ấn chiến thuật đậm nét của thầy Park đã khắc chế được sức mạnh của đối thủ. Bàn thắng duy nhất của Quang Hải đã giúp cho U23 Việt Nam đánh bại U23 Australia với tỷ số 1-0. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.